hãng nào cũng muốn đấm Giant hết. Thì ngày hôm nay Chevro cũng là một trong những hãng chuẩn bị đấm Giant với một mẫu xe khung carbon với giá là 18.390.000. Còn con Giant bên này XTC800 với giá 17.250.000, cũng gần gần nhau ha. Tuy nhiên khung carbon mọi người ơi, đây khung carbon chất lượng nha, mình gõ vào mình thấy rất là đặc nha các bạn, rất là gì đó, cảm giác nó nghe được cái mùi high end, mùi cao cấp của nó. Của Giant thì không phải nói ha, thì cái này nó là nhôm Alux, gọi là độc quyền của Giant rồi. Chevro Muji là một dòng xe đạp địa hình với sự nổi bật được trang bị khung carbon với mức giá dưới 20 triệu đồng, hứa hẹn sẽ là một chiếc xe cạnh tranh trực tiếp với Savadek và các dòng xe đạp Giant trong cùng phân khúc. Với khung sườn của Chevro sẽ được chứng nhận bởi tiêu chuẩn của Nhật Bản BAA, chất liệu khung sườn là carbon T800 đảm bảo tuân thủ cho những dòng khung xe đạp carbon có độ chịu lực cao như những dòng xe địa hình. Ngoài ra, với mức giá của Chevro Muji, hãng lại gây sự chú ý với bộ phụ tùng trang bị với đề sau, đề trước và tay bấm xả là của Shimano Deore. Bên cạnh đó, phanh dầu của Shimano cũng được trang bị trên chiếc xe. Và nhìn vào chi tiết hơn nữa, bộ giò dĩa chính xác là của xe đạp địa hình chuyên nghiệp. Dường như bộ phụ tùng được Chevro Muji trang bị đều cao hơn một bậc so với các đối thủ cùng phân khúc. Nếu các bạn không tin, hãy trải nghiệm ngay chiếc xe này tại showroom của Tâm Đức, kiểm tra độ hoàn thiện chất lượng của nó bằng mắt thường, các bạn sẽ toát lên một sự high end của chiếc xe Chevro Muji khung carbon mà lại có mức giá tốt như vậy. Giant XTC800 cũng là một dòng xe đã Giant tinh gọn để có mức chi phí tốt hơn để cạnh tranh với những dòng xe khác. Tuy nhiên, với gạt đi logo Giant trên khung sườn thì chiếc XTC này có khung nhôm và không thể nào cạnh tranh với độ nhẹ và trọng lượng với Chevro Muji. Tuy nhiên, để khẳng định một thương hiệu của Giant, đó là khung sườn nhôm Alux độc quyền của Giant và bộ vành hộp kim nhôm chính hãng đến từ Giant, hay điều khiển khung sườn và bánh xe và cả tay lái đều được đồng bộ đến từ hãng Giant. Nếu các bạn sở hữu một dòng xe đạp Giant, sẽ có một sự đồng bộ nhất định và tính toán thiết kế giữa các phụ tùng, vì vậy sẽ cho ra được cấp độ bền ngay từ lúc tính toán, mang lại một chiếc xe đáng tin cậy hơn. Với mức giá của Giant XTC800 tại thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn được trang bị Shimano Deore đề sau, đề trước và cả tay bấm xả. Tuy nhiên, bộ phụ tùng thấp hơn so với Chevro Muji, đó là một bộ phanh dầu của Techtro được trang bị trên Giant XTC và một giò dĩa chỉ đáp ứng cho một dòng xe đạp địa hình đi phố và leo dốc dưới 25 độ, và các linh kiện và các bộ phụ tùng nhỏ khác mình đánh giá tương đương so với dòng Chevro Muji. Vì vậy, nếu đem lên bằng cân chỉ so về độ trang bị trên phụ tùng, dường như Chevro Muji có lợi thế rất nhiều so với những dòng xe đạp khác dưới 20 triệu đồng. Và cặp phù của những cái con xe này thì mình đánh giá là phù của cái con Chevro yếu thế hơn, bởi không có cái tay bấm ngay trên tay lái mà chúng ta phải lẫy ở bên dưới này. Còn đối với Giant thì chúng ta sẽ có cái tay bấm ở trên tay lái này luôn, đều là phù hơi trên hai con xe. Về thông số kỹ thuật trên cái phù này vẫn đáp ứng cho chúng ta là phù hơi rất là êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà tính năng để sử dụng á thì cái con Giant XTC này nó sẽ tiện hơn một xíu, tại vì nó có cái tay bấm ở bên trên này các bạn. À, một trong những cái mà mình thấy là cũng khá là tiện trên những cái con xe địa hình, khi mà chúng ta cần ít mất sức chúng ta khóa phuộc lại cho nó đừng có nhúng, nhưng mà khi qua đường gồ ghề chúng ta bấm lại, chúng ta mở khóa ra cho nó nhúng, nó đỡ bị sốc lên tay. Thì đó là một trong những cái tính năng mà mình thấy nó giúp ích cho mình sử dụng được cái tính năng của phuộc nhiều hơn. Với cái con xe Chevro và cái con xe Giant XTC 800 ở đây á, mình đánh giá là Chevro làm y chang luôn, chỉ có một cái là nâng cấp lên một tí xíu cho nó hơn Giant để đẩy cái thương hiệu mình cao hơn. Cả bộ phụ tùng trên này chi tiết từ lớn tới nhỏ là một cái con xe địa hình thực thụ luôn các bạn. Nhưng mà cái mức giá mình bỏ ra gần hao hao bằng nhau, cùng số tiền đó mà chúng ta có được con xe địa hình thực thụ luôn, cùng số tiền đó mà chúng ta bỏ ra mua một cái con xe nó vừa địa hình mà nó lai lai tí xíu touring. Khi mà các bạn mua Giant á thì là một người quan tâm về cái thương hiệu lớn, chất lượng con xe nó hài hòa với nhau, nó hài hòa với nhau các bạn. Các bạn hãy cho mình bên dưới điểm trung bình cộng lại con xe này vừa độ đẹp vừa độ chuyên nghiệp, các bạn sẽ chọn con xe nào nha, cùng với giá tiền với nhau. Khó quá đúng không? Alo cho kinh doanh của Tâm Đức tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Ôi mà đẹp thật, khung carbon giá gì mà bán khung carbon quá xịn. Xe đạp chất sẽ là kênh YouTube chính thức thứ hai của Tâm Đức Cycle, nhằm đáp ứng nhu cầu review xe và cập nhật những chương trình khuyến mãi nhanh chóng nhất đến tay của khách hàng. Xe đạp chất hứa hẹn sẽ mang lại những video thú vị và review những dòng xe đạp chân thật nhất khi vừa cập bến tại Tâm Đức. Mọi người yêu quý kênh xe đạp Tâm Đức Cycle, hãy cho xe đạp chất một like và một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.